Rồi, ok, thì ở đầu video thì mình sẽ nói một chút về cám nha mọi người. Thì cám ký loại mới đã mới về nữa rồi đây này. Đó, để đáp ứng cho mọi người. Đây, mọi người cứ nhìn kỹ hột cám đi. Nếu mà nhiều người vẫn còn một số nghi ngại khi mà mua loại cám này, bảo là không biết là cái hạt của nó như thế nào, to hay nhỏ hay như thế nào. Thì đây thì mình sẽ so với lại cái cám của Lê Thận nha. Đó. Thì nếu mà để mà nhìn thực tế ở bên ngoài ấy, thì cái hạt cám ký này nó sẽ bé hơn hạt ký cám ký của Lê Thịnh một tí nha mọi người, bé hơn một tí. Đó. Nói chung thì nó cũng xem xem ấy, nó bé hơn một tí thôi. Đó thì hạt nhỏ vậy thì ăn nó đỡ rớt, nó khá là lợi. Đó, và còn một thắc mắc là vì sao là nó rẻ như thế thì chất lượng nó có tốt không? Thì thật sự đi, mọi người cứ nghĩ đi, nếu mà cái bịch kia người ta phải đóng bao bì, người ta làm mẫu mã, thì cái này khỏi bao bì mẫu mã thì nó rẻ hơn được chi phí như vậy. Đấy, thì cứ phân ra từng ký thì 180 một ký bao ship. Còn mua nguyên một cục như thế này là 3 ký, thì nó là 500 bao ship. Vậy thì nếu mà tính ra mua một cục thì nó rẻ hơn là 40 ngàn. Còn nếu mà mua theo từng bịch thì nó mắc hơn 40 ngàn. Đó, là như vậy ha. Rồi tiếp theo là cám hạt nhỏ thì cũng mới về, cám mới đây mọi người ơi. Đấy thì cái cám hạt nhỏ này khi mình đăng bán lên thì lại có một số người hỏi là tại sao mà tôi không thể tôi cho ăn cái cám này để dùng để cho chim ăn hàng ngày được. Thì mình vẫn tư vấn mọi người là cám này chỉ dùng để vào cám cho chim thôi. Tại vì khi mà mọi người dùng cho ăn hàng ngày nó sẽ bị dính. Tại vì có những cái hạt nó nhỏ này mọi người thấy không? Đấy, có những cái hạt nó bé tí như thế này thì khi mà ăn nó sẽ dính mỏ rất là dở. Thì cái cám này chỉ có dùng để mà tập cho chim vào cám thì rất là hiệu quả. Tại vì nó có những cái hạt vụn 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 nhỏ 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 ấy, nó sẽ làm cho con chim nó dễ dàng nó ăn được cám hạt hơn. Và khi mà chim đã ăn được cám hạt thì mình phải chuyển qua mình ăn hạt lớn. Và lại có thêm một thắc mắc là khi mà cái cám này là gốc của cám Giang, khi mà tôi cho ăn sau đó tôi chuyển qua Lê Thịnh thì có được không? Thì ở đây mình vẫn đang làm như thế mà mọi người, mình vẫn chuyển qua tất cả các loại cám. Tại vì khi mà chim nó tập ăn cám ấy, thì cứ cám làm sao cho nó dễ ăn cám hạt là được. Sau đó khi đã ăn được cám hạt thì mình chuyển qua cám gì nó cũng ăn. Tại vì cái chuyện lạ cám ấy, nó chỉ có xảy ra khi mà chim đã nuôi lâu mà thôi. Còn những con chim mà mới nuôi được có tuần 10 bữa thì mọi người đưa cám gì nó chả ăn. Đúng không? Cho nên là cứ yên chí, mình tập cám thì mình cứ lấy cái cám hạt nhỏ này mình tập rất là dễ và đơn giản. Chim nó rất là dễ ăn. Đó, còn khi mà đã ăn được hạt rồi thì mình có thể cho ăn của Gian, của Lê Thịnh hay là ăn cám ký thì cũng đều được. Đó là về cái cám hạt nhỏ là như vậy nha. Hạt nhỏ thì cứ mua một ký nguyên thì 170 bao ship. Còn nếu mà mua mình đóng gói ra từng lạng 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 như thế này nè thì mình bán giá là 200 bao ship nha. Đó thì cái công đóng gói thì mọi người không khỏi cần đóng gói thì nó rẻ hơn 3.000 một lạng. Đấy, cám ký thì bữa nay rất là nhiều nha mọi người, muốn cứ mua thoải mái đi, không hết được đâu. Tại vì cám ký mình mới lấy về nguyên một bao cơ mà. Đó, nhiều lắm mọi người ơi, mới lấy nguyên bao về ăn thoải mái. Cám thì thường cứ ở đây mình thì một tuần mình lấy tầm một tạ mấy hai tạ, cho nên là cám hầu như là mới không à, chứ không không có cám cũ đâu. Cho nên mua chỗ mình thì cứ yên chí đi. Đó, cám này mới về hôm qua luôn nè. Đó. Đấy, cứ bịch 3 ký về, đặc biệt những người nào nuôi tầm chục con đấy hay là mua nuôi AV đấy. Nuôi AV thì mình ăn cám này nó lợi lắm, nó đỡ tốn lắm. Đó, cứ một bịch như này. Ở trong đây là những cái gói này, những gói hút ẩm nha. Mọi người bảo là sao mà mua cám lại bỏ mấy cái gói gì vô đây làm chi? Tại vì cám này nó nhiều cái cho nên là người ta bỏ nhiều cái bịch hút ẩm vô đây. Cho nên khi mà mua nguyên bịch này có những cái bịch hút ẩm ở trong là bình thường để cho nó khô ráo thôi. Đấy. Rất là nhiều, cứ một bịch 3 ký như thế này là 500 bao ship. Đấy thì mọi người mua tầm một bịch như thế này mà nuôi tầm một chục con đấy. Mua bịch như này ăn mấy tháng trời mới hết. Đấy, nó lợi, nó đỡ, nó tiết kiệm. Đó thì tùy nhá.
Tùy nha mọi người ơi, tùy vào điều kiện kinh tế, chủ yếu là cái cám này thì cứ tùy vào cái điều kiện kinh tế thôi, mọi người cứ so đo đi. Đấy, cái nào lợi cái nào hơn. Chẳng hạn như cái cám dưỡng bình thường tiêu chuẩn đi thì nó là 250 một ký đúng không? Còn này là 500 3 ký. Thì nó sẽ lợi hơn được 1 phần 3. Đó. Cái đó là như vậy ha. Đó thì cám ký thì khi mà mình đong ra cái chai thì nó sẽ như thế này. Nó cũng khô á, nó không có bị đóng cục và chảy gì đâu nè, khô rang á. Đó, và mình sẽ cắt một cái đầu cái bịch này. Sau đó mình sẽ luôn vào cái chai. Thì mọi người mua về cũng có thể làm như vậy, một cái chai hay là một cái hũ, cái keo, cái lọ gì đó. Xong rồi cứ đổ vô rồi mình đóng nắp lại rồi mình cho ăn dần. Đấy, hoặc là không không nữa thì cứ cột cái đầu lại. Đấy, ở trong đây nó đã có những cái gói hút ẩm như thế này rồi thì cái cám nó rất là khô, người cứ yên chí thôi, nó không có bị ẩm đâu. Đấy, và khi mà đổ ra thì như thế này. Hiện tại ở đây thì mình đã cho ăn cám này thử nghiệm chim nhà mình được 20 ngày rồi. Và cái sức khỏe của chim cũng rất là ok. Đấy. Tuy nhiên thì mình sẽ cho ăn thử nghiệm tốt thôi. Còn nếu mà sau này khi mà hiện tại bây giờ là đã có kết quả là ok rồi, tốt. Chim ăn vô mập mạp khỏe mạnh bình thường. Nhưng mà nếu mà bảo về cái độ mà bóng mướt ấy, mướt bóng thì mọi người nếu mà có điều kiện hơn thì vẫn nên cho ăn cám gian. Tại vì cám gian ấy thì cái độ bóng mượt của cái lồng ấy nó sẽ bóng hơn nha mọi người. Tại vì giá nó hơn mà, giá nó 25 cơ mà. Con này có 503 ký thì cho ăn cái dạng mà tiêu chuẩn thôi. Đó, còn có điều kiện hơn thì có thể ăn cám của gian để lông nó bóng hơn. Nuôi chẳng hạn nuôi một hai con đó thì nếu mà nuôi một hai con ấy thì tính ra là cái lợi nó cũng có mấy ngàn một bịch thôi, và một con chim thì nó ăn cả tháng nó mới hết có một bịch, thì một tháng một con thì tính lợi tính hơn thì nó hơn có mấy ngàn bạc thôi, thì nó không đáng kể. Tuy nhiên nếu mà nuôi nhiều, nuôi chẳng hạn như 10 con 20 con ấy thì cái đấy nó lại ra nhiều. Chẳng hạn như 20 con tháng nó ăn 2 ký đi, thì 2 ký thì mình sẽ tiết kiệm được khoảng 150 ngàn. Đó thì nuôi nhiều thì nó mới tính nó mới lợi ra nhiều. Còn nếu mà mọi người nuôi con hai con thì cứ mua loại gian 25 ngàn là ăn là nó lồng nó vẫn đẹp hơn. Đấy thì như mình đã nói từ đầu ấy, là tùy vào cái điều kiện kinh tế mà có thể chọn mua cám. Còn đối với lại cái chất lượng thì mọi người cứ đừng có lo gì hết. Tại vì ở đây là phải tất cả những cái gì mình bán đây là thử nghiệm xong rồi mình mới bán. Đấy chứ còn chưa thử nghiệm thì chắc chắn là không bán rồi. Ha. Rồi, ok ha, đấy là tổng quan về cám nha. Cám thì giá mình để trên màn hình đấy. Còn cám ký này ấy thì cứ 1 ký lẻ của nó là 180, còn mua 3 ký là 500 nha. Ok. Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với video bán chim vào cuối tuần ở trên kênh của mình. Thì kỳ này mọi người có thể thấy là cái mật độ đăng clip bán chim của mình đã giảm đi. Khoảng một tuần thì mình sẽ đăng khoảng 1 đến 2 lần mà thôi. Thì đó chính là do hiện tại đang là ngày mùa cho nên là hơi đi rẫy hơi nhiều, cho nên là có ít đăng clip bán chim lên hơn một chút. Tuy nhiên là ở mỗi clip thì mình đã cố gắng mình đăng rất là đầy đủ chi tiết các cái loại cho mọi người tham khảo rồi. Thành ra là cho dù nếu mà tuần nào mình có bận tuần đăng một lần ấy thì mọi người chỉ cần vào cái clip đó và tham khảo tất cả những cái loại chim mình bán ra, mình sẽ gom hết vô một ngày từng loại và mình đăng lên một lần cho mọi người cực kỳ là dễ tham khảo rồi. Và ở đầu video thì ở tuần qua mình gặp một số vấn đề, đó chính là vấn đề vẫn là những vấn đề cũ thôi. Chẳng hạn như vấn đề mà sợ bị lừa khi mà mua chim, thì như mình đã nói đi nói lại rồi ấy, mọi người mua chim ở đâu cũng chuyển khoản trước thôi. Quan trọng là chỗ nào mọi người tin tưởng thì mua thôi. Còn như mà ngại sợ thì tốt nhất là không nên liên hệ. Để cái lần đầu chúng ta liên hệ với nhau mà chúng ta cứ kêu là tôi sợ bị lừa lắm, thì thay vì trước như vậy thì mọi người cứ đi tham khảo những chỗ khác đi, thì người ta cũng yêu cầu chuyển khoản trước thôi, đúng không? Tại vì cái chim là cái hàng mà không có bom hàng được, không có, nó là đồ vật sống. Thành ra là từ Bắc tới Nam, từ Hà Nội mình cũng gửi được, mà từ Cà Mau mình cũng gửi được. Còn một vấn đề nữa là những người ngoài Hà Nội thì sẽ khi mà liên hệ mình hỏi là ở đâu,
Cái mình bảo là Đồng Nai thì kêu là ồ Đồng Nai thì xa quá, gửi ra sợ chim nó chết. Vậy thì những cái con chim hút mật này, hút mật gốc của nó là tất cả chim hút mật toàn quốc đến 90% luôn đều là ở Tân Phú, Đồng Nai mà xuất đi các nơi hết. Vậy thì ở ngoài Bắc người ta bán con chim ở ngoài đó cũng là con chim từ Đồng Nai lấy ra mà thôi. Vậy thì con chim đó ở ngoài Bắc đó cũng chuyển từ Đồng Nai ra Hà Nội, thì nhưng mà cái quãng đường nó đi ấy, nó phải sống chung với lại nguyên một đống cả hàng trăm con trên một cái thùng. Nó còn xô bồ hơn là ở đây nhiều, còn ở đây gửi đi là gửi theo theo thùng như thế này. Đấy, khi mà mọi người đi mua của mình ấy, mua ở những cái tiệm mà ngoài Hà Nội ấy, thì người ta cũng lấy một cái thùng như này. Nhưng mà thùng này người ta thùng nhỏ nhỏ như này người ta có thể đựng cả 20 con. Còn như mọi người mua 2 3 con cũng một cái thùng này, nhưng mà mình chỉ đựng có 2 3 con mà thôi. Thì cái nào nó an toàn hơn, cái nào con chim nó khỏe mạnh hơn. Vậy mà sợ là gửi ra xa nó chết. Không có chết được, ở đây mình bán là chết là đền. Đấy, ai mua chim ở chỗ mình là biết hết rồi, chết là đền. Chứ không có mà bỏ của chạy lấy người, tại vì bán đây là mình đã bán dạng lâu năm rồi, đã có uy tín ở trên cái thị trường chim hút mật này rồi. Đấy, hỏi nuôi chim hút mật thì hỏi thằng làm rẫy và bẫy chim thì đa số là đều biết hết, tại vì đã bán lâu năm rồi và có gây dựng thương hiệu. Không lẽ vì con chim mà mình không đền rồi mình bỏ chạy đi mất uy tín thì sao? Đấy, thành ra là cứ tin tưởng thì mua, còn nếu mà sợ chuyển khoản á, thì cứ đi hỏi những chỗ khác đi. Nếu chỗ nào người ta cũng yêu cầu chuyển khoản thì quay lại đây mua. Đấy, tại vì nếu mà nói về chim hút mật, cái chỗ này mà không chim không đẹp không sạch thì không có chỗ nào sạch hơn. Đấy, thì cũng chỉ xin khẳng định là như vậy thôi. Thứ hai nữa là khi mà chim gửi đi ấy, thì nó sẽ có một cái cống để ăn. Đây, cống này cống ăn này, và cống này là cống uống. Cống uống thì có vỏ bông gòn. Đấy, và ở trên thì có lưới này, có cây cho chim đứng này, có cây cho chim đứng này, có lưới để có thể cho nó thở này. Và nếu mà nói mà gửi chim đi xa ở đây mà không kỹ nữa, không có ở đâu kỹ luôn. Đấy, đồ ăn, đồ uống, cây đứng. Đó, cây đứng này. Rồi, về khi mà chim mà gửi về là chết con nào đền con đấy đúng không? Rồi khi mà bắt ra, mọi người lấy một con dao rọc giấy, rọc một cái lỗ như thế này, sau đó lấy cái cửa lồng á, lấy cái cửa lồng kê vô cái cửa lồng, xong rồi gõ 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 này, rồi nó bay qua thôi, chứ đừng có thò tay bắt. Tại vì có những cái con như là Ngực Lửa, Nepal, Đà Lạt, đuôi nó dài, thì những cái con đấy nếu mình thò tay vô mình bắt ấy, mà trúng cái đuôi của nó thì đứt cái đuôi thì nó xấu lắm. Trong khi đó ở đây ấy, một con chim nó chỉ cần nó mất cái đuôi dài đi thôi, mình bán giá là rẻ hơn gấp rưỡi luôn rồi. Chẳng hạn con chim đấy mà 900 ngàn đúng không, mà nó chỉ cần nó mất hai cái sợi lông đuôi dài thôi là mình chỉ bán 600 là thôi. Đấy, tại vì những con chim đấy là những con chim cao cấp giá trị, cho nên là khi bán là phải con chim phải nguyên zin. Còn khi mà nó chảy tí đầu xích tí mỏ hay là mất cộng lông đuôi thôi là giá nó sẽ giảm đi một một phần ba liền. Đó là vì sao mà mình có thể tự tin mà nói con chim chỗ mình nó chất lượng là như vậy. Rồi, cho nên là để giải đáp cái vấn đề mà ở ngoài Bắc sợ mua mà không gửi đi xa quá chim nó dẻo ra, thì cũng xin khẳng định lại là cũng thế thôi. Tất cả chim ở ngoài Hà Nội mua đến 90% đều là ở khu Tân Phú Đồng Nai gửi đi hết. Tại vì Tân Phú Đồng Nai nó là cái gốc của chim hút mật. Hầu như tất cả chim hút mật các loại luôn, trừ con tía ô, con họng đen ra. Còn đâu những cái loại phổ thông như là 5 màu, 7 màu, sắc pháo các thứ đấy thì đều là ở Đồng Nai gửi ra hết mà thôi. Nó cũng đi quãng đường bằng đó mà thôi, cho nên là mua chỗ này gửi chim nó ít hơn và nó đảm bảo hơn, đã vậy chết còn được đền. Đấy, là như vậy là ở ngoài Bắc, xin giải thích lại một lần nữa như thế. Và cũng xin nhắc lại là ở đây mua chim chuyển khoản trước, và không chỉ ở đây mà ở đâu cũng thế. Đấy, cho nên là cho mọi người có thể, những người nào chưa mua chim bao giờ thì khi mà nghe chuyển khoản trước thì khá là ngại, bảo ơ trời mẹ ơi tôi chưa nhận được hàng mà bắt tôi chuyển khoản. Đấy, thì cái này nó không như là cám đâu nha. Còn cái cám ấy thì không có bao giờ mình yêu cầu chuyển khoản trước cả, tại vì cái cám là hàng có thể trả về được. Nếu mà bị bom hàng thì chỉ mất mấy chục tiền ship thôi.
Còn cái chim ấy, nó bom hàng rồi, con chim đấy mọi người cứ nghĩ đi, nếu mà bị bom hàng rồi con chim đấy nó sống như thế nào? Đúng không? Lúc gửi về đây nó chỉ là cái xác mà thôi, đâu thì cái rủi ro cho người bán là quá lớn, cho nên bất kỳ ở đâu người ta cũng yêu cầu chuyển khoản trước là như vậy. Đấy, thành ra là cái chuyện mà mình tìm được cái chỗ uy tín mình mua nó là rất quan trọng. Đấy, còn cái cám này thì khỏi nha, cám cứ gửi địa chỉ mình ship tận nhà, mở hàng kiểm tra thoải mái xong rồi mới thanh toán. Còn chim thì chuyển khoản trước ha. Rồi, ok. Thì cũng xin một lần nữa cũng được rất là cảm ơn những anh, những chú ở khắp nơi trên cả nước đấy, thì đã thời gian qua đã tin tưởng và ủng hộ. Thì cũng rất là xin được cảm ơn tất cả những anh, những chú đã đặt niềm tin ở đây ha. Rồi, thì ngay sau đây sẽ là chi tiết những cái loại chim mà mình bán trong cái video ngày hôm nay. Tất cả những chim mình bán ra đều có giá cụ thể, không bao giờ mọi người cần phải inbox hỏi giá chim con này con kia bao nhiêu để phiền trắng thời gian của mọi người làm gì hết. Cứ nhìn qua góc bên trái màn hình, từng con từng loại nào giá bao nhiêu có để trên màn hình đầy đủ và rất là thuận tiện cho mọi người tham khảo. Ngoài ra giá cước vận chuyển bao nhiêu mọi người có thể coi dưới phần bình luận hoặc dưới phần mô tả, giá cước từng nơi từng vùng là bao nhiêu mọi người có thể nắm rõ. Sau đó thì gọi điện hoặc là nhắn tin qua Zalo báo địa chỉ cho mình và mình sẽ tính giờ tính xe cho mọi người để gửi ha. Rồi bây giờ sẽ vào nội dung chính video ngày hôm nay nha. Rồi, ok, đầu tiên là ngực lửa nha mọi người. Đấy, còn một con không có lông đao nè, đó con này 800 nha. Rồi, tiếp theo còn con ngực lửa có lông đao nha. Đó, con này 1,2 triệu. Rồi, tiếp theo là Neban nha mọi người. Đấy, Neban tuần này cũng có luôn nè. Ở triệu con nha. Rồi, con này ban số 1. Rồi, tiếp theo con này ban số 2. Rồi, con này bàn số 3. Rồi, tiếp theo là Đà Lạt nha mọi người. Đà Lạt thì 600 con nha. Và con Đà Lạt là số 1. Rồi, à, con này là số 2 nha. Rồi, à, tiếp theo con này là số 3.
Rồi, cuối cùng có Đà Lạt số 4 nha. Rồi, tiếp theo tía ô có một con nha. Giá một con này là 400 ngàn nha mọi người. Rồi, tiếp theo là sắc pháo. Sắc pháo thì 300 nha. Rồi, con sắc pháo số 1. Rồi, tiếp theo sắc pháo số 2. Sắc pháo bữa nay toàn chuyền không nha mọi người. Chuyền nó chỗ khá nhiều đấy. Và nuôi sắc pháo thì mình tư vấn cho mọi người nên nuôi loại chuyền cho nó dạng. Chứ bổi thì nó nhát lắm. Đấy, cứ kiếm mấy con chuyền đang chỗ lỡ 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 này. Về nuôi mấy tháng ra đủ màu đấy. Lúc đấy nuôi vừa đẹp vừa dạng. Còn bổi thì về nó đẹp ngay nhưng mà nó nhát, nó nhảy nhiều lắm. Đó, mấy chuyền dạng dạng không à. Rồi, pháo số 2 nha. Rồi, tiếp theo sắc pháo số 3. Rồi, pháo số 4 nhé. Rồi, cuối cùng con pháo số 5 nha. Rồi, tiếp theo là 7 màu chuyền nhé. 7 màu chuyền thì mình cũng tư vấn cho mọi người là nên nuôi con chuyền luôn nha. Có bổi luôn nhé. Bổi thì 300, chuyền thì 250. Tuy nhiên này nuôi chuyền thì được cái nó màu dạn, với lại mấy con chuyền nó hót sung lắm. Hót cả ngày ấy. Còn bổi thì nó đẹp. Tuy nhiên thì 7 màu mọi người cũng có thể chọn nuôi bổi luôn nha. Tại vì đối với lại mấy cái con mà bổi 7 màu ấy, nó cũng tương đối lắm. Chứ nó không phải là chim nhát. Thành ra 7 màu thì nuôi chuyền được thì ngon. Đấy, còn không nuôi bổi cũng được. Rồi, con chuyền số 1 nha. Con này beo này. Chỗ nhiều. Mấy con chỗ nhiều vậy thì hot. Hot xiềng lắm. Rồi, con 7 màu số 2 nha.
Rồi con bảy màu số 3. Rồi, tiếp theo con bảy màu số 4. Rồi, cuối cùng con 7 màu số 5 nha. Rồi, tiếp theo là loại 7 màu bổi nha mọi người. 7 màu bổi ấy thì mình biết là nhiều chỗ bán rẻ hơn chỗ mình đấy. Tuy nhiên là mọi người cứ để ý đi mua chim ấy, nếu mà mua rẻ thì sẽ bị cái trường hợp là nó rụng khoen mắt hay là nó trụi lông ấy. Đấy, còn chim chỗ này mọi người cứ nhìn cái khoen mắt nó nguyên đấy. Đó, nếu mà chỗ mình mà có chim rụng khoen mắt ấy mình bán còn rẻ hơn người ta. Chẳng hạn như con nó nguyên như này đi mình bán 300 đi. Đấy, còn nếu bị rụng khoen mình chỉ bán tầm 150, nhưng mà chỗ mình không không có chim đấy mọi người. Mình không bán mấy con chim mà tại vì nói thẳng ra là chim mà giá tầm 200 nó đã rẻ rồi, mà nếu mà bán mấy con mà rụng khoen nữa thì mọi người mua về và chăm nó hàng ngày ấy, trông nó rụng khoen xấu xấu á, trông chán lắm. Thành ra là cứ bỏ thêm 100.000 đấy gì đó mua cái con nó nguyên nguyên như thế này này, nó mắc hơn 100, ok. Nhưng mà được cái là về mình nuôi nó hàng ngày mình trông nó đỡ chán. Đó, mình chăm con chim nó đẹp ấy, mình thích hơn. Đấy, còn mà kiểu xấu xấu nó rẻ được tại thời điểm mua thôi. Còn về nuôi về lâu về dài nó rụng cái khoen ra mình chăm cho ăn hàng ngày chán thấy bà. Mình tâm lý mình biết mà. Mình cũng là nuôi chim mà, thật ra mình nuôi mấy con xấu xấu mình không 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 thích mấy. Rồi, đấy thì tùy tùy nha mọi người. Nếu mà nuôi rẻ thì cứ kiếm chỗ nào rẻ mua, còn đẹp thì vô đây đa số là chim đẹp không à. Đấy. Rồi, 7 màu bổi 300 một con nha, con 7 màu bổi số 1. Rồi, con 7 màu bổi số 2. Rồi, 7 màu bổi số 3 nè. Rồi, 7 màu bổi số 4. Rồi, cuối cùng con 7 màu bổi số 5 nha. Rồi, tiếp theo là họng đen. Họng đen thì cũng 300 một con luôn nha.
Rồi, con hộp đen số 1. Rồi, con hộp đen số 2 nha. Rồi, tiếp theo hộp đen số 3. Rồi, tiếp tục hộp đen số 4 nhé. Rồi, cuối cùng hộp đen số 5. Rồi, tiếp theo năm màu chuyền nha mọi người. Thì năm màu mùa này cũng đang là mùa chuyền, thì mình cũng tư vấn cho mọi người nên mua nuôi theo chuyền đấy thì nó đẹp bóng mượt, màu thuần hơn. Còn mùa này cũng có bổi nhưng mà tuy nhiên bổi mùa này nó đang thay lông ấy, cho nên là trông rất là xấu mọi người ạ. Nên cứ mua mua bổi đi cho màu thuần, mua chuyền chứ quên. Đó thì năm màu bữa nay cũng bao đẹp luôn nha. Nghĩa là gửi về mà mọi người thấy con chim năm màu mà nó xấu á, gọi điện mình trả lại tiền luôn nha. Riêng năm màu thì gọi là bao đẹp. Đấy. Rồi, con năm màu số 1 nhé. Rồi, con năm màu số 2 nha. Rồi, tiếp theo con năm màu số 3. Rồi, con năm màu số 4 nha mọi người. Rồi, tiếp theo con năm màu số 5. Đấy, như nói trên là chim bao đẹp hết. Nghĩa là mọi người cứ nhận con chim mà mọi người chỉ cần chê xấu thôi là mình trả lại tiền luôn đấy. Rồi, con số 5 nha.
Rồi, tiếp theo con 5 màu số 6 nhé. Rồi, con 5 màu số 7. Rồi, con 5 màu số 8 nhé. Ok, con 5 màu số 9. Rồi, cuối cùng con 5 màu số 10 nhé.